Mùa cưới đã đến, hàng loạt câu chuyện trong ngày cô gái nhỏ dài khoác lên mình chiếc giấy trắng cô dâu về nhà chồng được chia sẻ trên mạng xã hội. Với những bậc sinh thành, ngày chứng kiến con gái cưới chồng, bước vào giai đoạn mới của cuộc đời ắt hẳn sẽ có rất nhiều cảm xúc. Mới đây, một ông bố đã gửi bức thư cho con gái nhân ngày cô xuất giá. Nó chứa đựng cả những nhắn nhủ, tâm tư, dỗ dành và hy vọng dành cho hai con. Ông viết: "Thế là con đã về nhà chồng, đi làm dâu nhà họ, bố vui vì con trưởng thành bắt đầu một trang mới trong đời, nhưng sao bố thấy có điều gì bồi hồi, bâng khuâng, xao xuyến. Nhà mình sẵn sàng thiếu vắng ngắt tiếng nói nụ mỉm cười tươi trẻ của người con gái yêu yêu thương. Ngày chị và con còn nhỏ dại các con hay hỏi bố câu, bố yêu thương con gái nhiều không? Và bố trả lời các con, bố yêu con gái nhiều lắm, nhiều cấp tốc đôi năm như gì theo phong tục năm như sau này được ở với bố đến khi bố chết. Bố hiểu và biết được tất cả cuộc sống thường ngày sướng hay khổ của Nam Nhi và cháu nội. Còn con gái chỉ được ở với bố đến khi con theo chồng thôi. Cuộc sống con gái sau này bố không thể biết hết, cũng không thể bù đắp toàn vẹn những gì mà con còn thiếu thốn." Ảnh Minh hỏi: "Bố biết con yêu thương bố lắm và chẳng bao giờ con nghĩ sẽ xa bố cả, nhưng đời người luôn có đủ các giai đoạn của từng lứa tuổi, cái gì đến nó sẽ đến. Lần lượt nó sẽ đến dù vui buồn, hạnh phúc hay khổ sở các trang mới trong cuộc đời dẫn đến gì đó là quy luật. Con yêu yêu thương. Bố biết con hạnh phúc, vì con được lựa chọn và tin yêu vào người mình đã chọn, con sẽ có một bờ vai vững và tin yêu để dựa khi con mệt mỏi. Nhưng bố muốn nhắc con dù con mày mò kỹ bao nhiêu, yêu yêu thương bao nhiêu, thời gian bên người con yêu có dài bao nhiêu con cũng không thể hiểu hết nội tâm của người nam nhi mà con cưới làm chồng. Con sẽ rời nơi con sống từ thuở ấu thơ để đến với một nơi ở mới, ở đó có một gia đình hạnh phúc, có bố, mẹ và anh chị em nhà chồng yêu yêu thương chờ đón con. Nhưng cũng có những khác lạ trong cuộc sống con chưa nghĩ tới. Con phải biết mình là người con dâu cho nên con phải hòa đồng với mọi thành viên trong gia đình, đừng vì mình mà hãy vì mọi người. Bố mong con biết bỏ đi một phần cái tôi của mình phải kính và yêu thương trẻ để cùng xây dựng, vun đắp cho nơi con sẽ ràng buộc suốt đời. Hãy nghĩ tới câu, nhập gia tùy tục con nhé. Đời người con gái đá đông, sống quê thân phụ, chết làm ma quê chồng. Nơi con đến không hình thành con nhưng là nơi con ràng buộc suốt cuộc đời. Nó ấm áp hay giá giá là do con đó. Cho nên con phải yêu thương yêu và tôn trọng chồng, coi bố mẹ, anh chị em chồng như bố mẹ anh chị em nhà mình. Có nghĩa con phải coi nhà chồng như nhà mình. Bố tin chắc rằng các con sẽ hạnh phúc. Ảnh Minh hỏi: "Con yêu, con nhìn xem ở ngoài đời có biết bao nhiêu cô gái khi sống ở cùng bố mẹ mình là cành quả lá ngọc, được sống trong nhung lụa. Thế mà khi xuất giá về nhà chồng họ lăn lộn tứ bề để kiếm cái mưu sinh. Phụ nữ mà có lúc phải lái cả xe công nông, kéo xe ba bánh, đạp cả xích lô để kiếm sống. Nhưng những cái đó đã đem hạnh phúc đến cho một gia đình nhỏ dại, cô ấy mới biết thế nào là cuộc sống." "Con yêu, cuộc đời chẳng có ai sống được một cách ngon ngọt như những quả táo tàu hay phẳng như những con đường nhựa mà phải trải qua nhiều mưa rơi gió rét, bão táp mưa sa làm nản cả tay trèo. Những người con gái thường nghĩ Nam Nhi là phái mạnh, là trụ cột gia đình, không phải thế đâu con. Là một người Nam Nhi bố nói thật để con biết, Nam Nhi luôn yếu đuối đối và mong manh. Vì thế họ cần một người thiếu nữ đứng sau để họ dựa, họ cần một bếp lửa, một góc ở ngăn nắp ấm cúng. Họ cần một người biết nấu nướng bữa cơm ngon, bát canh ngọt từ những hạt gạo, lá rau giặt nhỏ dài lẻ đồng quê và biết giá thật khéo những tấm án sờn dai. Họ cần một người trong đèn đợi họ khi mất phương hướng, đi lạc đường. Sự nghiệp của Nam Nhi thành đạt hay không thành đạt thì họ sẽ biết nhưng thường tĩnh mịch không nói ra. Tuy vậy trong thâm tâm họ luôn biết mình chẳng làm nên điều gì khi không có một thiếu nữ yêu yêu thương ở đằng sau." Ảnh Minh hỏi: "Giao gì bạn lịch sự gì phi tần, câu ấy bố nhắc con đừng quên. Bố mong con hiểu bất cứ trong hoàn cảnh nào lòng yêu yêu thương chia sẻ của người phi tần sẽ tốt hơn nhiều sự tĩnh mịch hay trách móc chi tiết. Cây muốn xanh tươi thì phải chăm bón, dung đắp, không ai thay được tác dụng sẽ chi tần tảo dung dấn của người thiếu nữ. Rồi một ngày con sẽ làm mẹ, 9 tháng mang nặng, một ngày đẻ đau nuôi và dạy một đứa con cần nhiều thứ hơn ăn, uống, mặc. Có câu thân phụ sinh không bằng mẹ dưỡng, sự dạy dỗ của mẹ quyết định con cái thành nhân.
mẹ hay con mới nên người, con hư tại mẹ, chuyện đời còn khi đó, muốn làm một bà mẹ tốt, con phải luôn soi mình con nhé. Bố chẳng mong gì những điều rủi ro sẽ đến. Nhưng giả sử có một ngày nào đó chồng con lạc bước, con hãy biết kiềm lại những ghen tuông, giận hờn trách móc, để xét lại mình. Hãy tự biết mình thường đẹp, thường yêu ở điều gì mà sửa, giữ bếp nhà con luôn luôn có lửa đỏ, đừng vì buồn chán mà tỉnh mãn, chỉ chiết nhau. Con sẽ mất hết tất cả. Đàn ông nhiều khi tỏ ra khó hiểu, cái họ quan tâm có lúc không giống cái con mong. Có khi cũng không giống cái con có, tuy nhiên cần suy xét thận trọng trước khi lên tiếng. Người xưa đã dạy, đàn ông nông nổi dấn khơi đó con. Một lúc nào đó mệt mỏi con cứ về với bố, có lẽ khi ấy bố cũng già, nhưng bố vẫn là bố của con và con vẫn là đứa con gái nhỏ bé bỗng yêu thương yêu của bố. Bố còn quá nhiều suy tư nhưng cuộc đời sẽ cho con hiểu dần, hãy nhớ lời bố. Bố rất yêu con, nếu có thể chết thay con, bố sẵn sàng nhưng không thể sống thay con được. Hãy đón nhận cuộc sống mới của con và làm nó hạnh phúc con nhé. Ảnh Minh Họa. Con thể, bố tin yêu và trao tặng cho con của hồi môn lớn nhất trong đời bố là đứa con gái giống bố, kèm theo những đức tính nghị lực, tự lập và khoan khoắn. Hãy yêu thương em và thay bố chú tâm cho em nó. Hãy là bờ vai tình yêu để em nó ngã vào mỗi khi nó mệt mỏi. Hãy tóm tay nhau vượt qua những gian nan và cùng nhau đi suốt bờ hạnh phúc. Bố mẹ chúc phúc cho hai con toại nguyện và bình an các con nhé. Đi kèm với những lời nhắn nhủ yêu thương chính là bài thơ do ông bố này viết. Nó là sự cô động của hàng loạt cảm xúc xốn xang của người làm thân phụ làm mẹ ngày con về nhà chồng. Đúng là tình yêu của bố mẹ dành cho con cái luôn bao la, dạt dào. Con trai có thể mãi sống bên bố mẹ nhưng con gái, sẽ đến lúc nào đó họ bước theo chồng, làm dâu nhà người ta, gọi những người lạ lẫm là bố mẹ và có hàng loạt những điều phải lo toan. Những tâm sự của ông bố trên có lẽ cũng đồng cảm xúc với hàng loạt người bố ngày con về nhà chồng. Dù buồn vì sắp sửa xa con nhưng vẫn khoảng khoáng với những lời răn dạy, bảo ban cách sống khi con xa vòng tay gia đình. Trên hết, ông bày tỏ được sự yêu thương con vô bờ bến và thúc giục con hãy tiến về phía trước, bước vào một trang mới của cuộc đời, khi nào mệt mỏi quá thì lại về nhà với bố. Bức thư đã khiến dân mạng bày tỏ những cảm xúc khác nhau. Đa phần đều rưng rưng xúc động và càng hiểu hơn nỗi lòng của bậc sinh thành ngày con cưới chồng. Bài thơ ông bố gửi kèm bức thư. Bố dặn con. Hôm nay con đi làm dâu. Bố đây khuyên nhủ vài câu chân tình. Lần đầu con xa gia đình. Đi làm dâu họ quan tâm nghe chưa? Sáng mai không được ngủ trưa. Mà con phải dậy trước hơn mọi người. Không được dậy muộn còn lười. Anh em bên nội họ mỉm cười cho nha. Họ mỉm cười không phải vì lười. Mà mỉm cười bố mẹ thiếu điều dạy con. Nấu ăn lau dọn ngăn nắp. Quét nhà đi lại nhẹ nhàng nghe chưa? Làm sai phải biết lắng nghe. Không được bảo thủ, nói bừa không hay. Sau này còn dễ giải bày. Cho mọi người hiểu để mà sửa đi. Ngủ dậy quan sát từng ly. Để ý mà xem bà gia làm gì. Không được lát tốt tí gì. Nhẹ nhàng con lại làm đi cho bà. Tuyệt đối không nói bạc tiền. Cũng không được nói luyên thuyên chuyện tình. Phải giữ nề nếp gia đình. Có trên có dưới phân minh rõ. Phải nhớ đi lại xóm xóm. Thăm hỏi cô bác họ hàng gần xa. Đi đâu xin phép ông bà. Đừng có tự ý ông bà rầy la. Nói năng thì phải nhẹ nhàng. Có đầu có cuối đàng hoàng nghe chưa?
không được sống kiểu dí dòn. Ung Tôn nhỏ dại nhẹ hơn hôn Mặn Nồng. Phải biết tập tục nhà chồng. Cái gì chưa biết thì hỏi chồng con. Cúng đơm lễ Tết ngày rằm. Con phải chú ý để mà khắc ghi. Cuộc sống không được phân bì. Đừng có chi ly hơn thua làm gì. Sống thì phải vì mọi người. Chi bùi sẽ ngọt hưởng đều con nha. Quần áo ăn mặc ở nhà. Thì chọn cho hợp cho vừa nghe chưa. Mùa hè thì hở vừa vừa. Đừng có thoáng quá không đùa được đâu. Trong nhà có người ốm đau. Con phải chú tâm không nên thân u mày. Đi mua các loại thuốc hay. Đưa về cho nóng bệnh tình khỏi ngay. Một mình ăn giặt không hay. Nếu mà có thể mua về ăn phổ biến. Khi ăn ít nói, đừng lo. Nếu mà có lỡ biết mồm ra đi. Ăn uống thì phải tà tà. Mời thân phụ, mời mẹ, mời ông, mời bà. Làm dâu thì phải dị tha. Kính trên giường dưới mới là dâu ngoan. Chồng mình không phải là quan. Nhưng phải tôn trọng đối nhân rõ. Không được ăn nói sổ sàng. Các con phải để đức tâm hàng đầu. Còn nói cái chuyện đi cầu. Các con có tính ngồi lâu câu giờ. Đừng để mọi người ngồi chờ. Rồi sinh nhiều chuyện nhắc lười không hay. Mấy lời bố dặn hôm nay. Làm dâu đâu phải chỉ đôi ba ngày. Làm dâu trọn kiếp với chồng. Các con cùng nhau đồng lòng sẽ chiêu.